Chào thầy. Ôi, chào các bạn. Hôm nay các Chào bạn thầy ạ. trung thu à mà lại chăm chỉ học thế? Dạ con không có mà con mới trung thu. À, mai mới trung thu à? Ok. Rồi, bạn nào không trung thu thì hôm nay chúng ta học một chút vậy. Rồi, các bạn đợi một chút nhé. Các bạn đợi khoảng 5 phút để một số các bạn khác vào nữa. Do đó là chúng ta sẽ bắt đầu. Các bạn bật cam lên giúp thầy xem nào để thầy quan sát các bạn học nhé. Xem có học tử tế không nào. Rồi. Đấy, hôm nay Đức Chính không đi chơi trung thu à? Học chăm thế. Dạ, con vào thử thôi thầy ạ. Vào thử thôi à? Học đi thử thế nào? Hay thật. Học học để tốt chứ. Học để ôn tập, lại học để thử thôi chứ còn làm ăn cái gì nữa. Ok, rồi các bạn lấy tài liệu ra nào, sẵn sàng tài liệu ra trước mặt đi. Để chúng ta Rồi ạ. bài hôm nay cũng rất là ngắn thôi, bởi vì thầy biết là có nhiều bạn rất là mong ngóng đi chơi trung thu đúng không? Chứ lại còn ngồi học như thế này được nữa thì là quá tuyệt vời rồi. Không, em không không được đi Nhưng trung mà thu đi đâu. chợ ngày cũng có vẻ hơi chán thế ạ. Sao mà chán? Ở trên Ngày mai là trung thu mà tại Mai mới trung thu nhưng mà hôm nay là thầy đi ra đường đông lắm rồi các bạn ạ, tắc đường kinh khủng khiếp rồi. trường con cho tổ chức trung thu trước này ạ. À thế à? Con đã quên đi, chưa thấy cái gì đâu. Rồi, các bạn sẵn sàng mở giúp thầy tài liệu ra nào. Hôm nay chúng ta sẽ học nhanh thôi bởi vì cái bài hôm nay thầy trọng rất là ngắn. Đấy. Rồi, các bạn đợi một tí nữa nhé, 5 phút nữa. À, đến 8 giờ 25 phút chúng ta sẽ làm bài luôn. 8:22 rồi mà thầy. Ừ, thì thầy bảo 8 giờ 25, 3 phút nữa nhé. Quên mất hôm nay là trung thu, nếu mà thầy nhớ ra là trung thu thì thôi, chúng ta để tuần sau cũng được. Rồi, hôm nay các bạn đi chơi hết rồi nên thành ra là không ai vào học nữa rồi. Ok, thôi được rồi, có ít thì chúng ta học ít không vấn đề gì cả. Ok, các bạn đợi thầy một chút nhé để thầy tắt cái phần stop sharing này. Rồi, các bạn đợi chút để thầy add thêm cái đường link. Mẹ Ôi rồi, bạn nào đang gọi đấy? Ok, được chưa nhỉ? Thôi được rồi, các bạn ơi, chúng ta bắt đầu ở đâu? Còn 2 phút nữa. Các bạn đã làm qua bài này chưa? Cả lớp, các bạn đã làm qua bài này chưa? con làm được một nửa bài số 1 thầy ơi. Bài này các bạn thấy nó có dễ quá không? Không à? Hải Triều lắc đầu nhanh thế. Nó đều là những cái mà các bạn được học rồi đấy. Nó chỉ là xoay quanh mà thầy đã nói rõ là hai cái thì này thôi. Các bạn thấy là cái bài tập mà chỉ rất rõ hai thì nó còn dễ đúng không ạ? Chứ đến lúc mà các bạn học nhiều thì rồi xong rồi là lẫn lộn vào với nhau thì còn khó nữa nhá. Nên là khi học ở cái thì nào ấy các bạn phải nắm thật vững
Ví dụ như là học ở các thì các thầy cô thường hay dạy các bạn là những cái dấu hiệu nhận biết hay là cái cách sử dụng như thế nào. Thế thì các bạn làm bài tập ấy, chúng ta phải suy nghĩ hoặc là suy luận, hoặc là các bạn phải thật tinh ý, tinh mắt nhá, thì chúng ta mới làm được cái dạng bài này. Nếu mà cho trắc nghiệm thì các bạn thường làm đúng nhiều hơn, bởi vì trắc nghiệm thì các bạn chỉ cần khoanh thôi mà, đúng không ạ? Nhiều lúc các bạn không biết đáp án, các bạn không hiểu gì, các bạn có khi khoanh bừa, ăn may cũng trúng, đúng không? Nhưng mà đối với cái bài tự luận kiểu này thì không có cái chuyện đấy đâu nhá. Đấy, bài trắc nghiệm thì nó dễ, chứ còn đối với tự luận thì không có cái chuyện là khoanh bừa ăn may trúng ở đâu, nên các bạn đừng hy vọng là như thế, được chưa nhá. Đấy, và các bạn phải căn cứ vào cái gì, căn cứ vào cái dấu hiệu nhận biết, rồi căn cứ vào cái cách dùng của thì để các bạn suy luận, được chưa. Học là phải có suy luận giống như môn toán thôi, các bạn suy luận, được chưa. Thôi, bạn nào tắt mic đi giúp thầy nào, nó bị vang vọng mất cái tiếng. Rồi, nhá. Ok, thôi các bạn ơi, chúng ta bắt đầu thôi. Bạn nào vào sau thì có thể xem lại cái phần record hoặc là xem lại trên cái phần livestream trên fanpage của trung tâm ấy cũng có đấy, được chưa ạ? Tôi xin mời các bạn, chúng ta bắt đầu buổi học ngày hôm nay nhá, để chúng ta thật nhanh thôi, ôn luyện một chút thôi, mỗi tuần một chút, đúng không ạ? Để các bạn có thể dễ dàng làm được các bài thi của các trường sau này, được chưa? Rồi, xin mời các bạn bắt đầu với bài số 1. Bài số 1 ở đây các bạn thấy là người ta đã chỉ rõ cho các bạn là gì? Hai thì là quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn. Được chưa? Quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn. Đấy. Nên là các bạn chỉ cần suy nghĩ hai thì này cho thầy thôi, nhưng nó không hề dễ, đúng không ạ? Chúng ta bắt buộc chúng ta cần phải đọc và suy luận. Chứ nếu không có sự suy luận, các bạn không bao giờ làm được một cách chính xác. Được chưa? Rồi, chúng ta bắt đầu với câu số 1. Bài này cũng có một trang thôi. Nào, câu số 1 này. Helen thì thường là sao đi ạ? Đi mua sắm hàng tuần. Khi mà cô ấy gặp lại bạn cũ của mình vào cái hồi tháng mấy đấy ạ? Tháng 6. Được chưa? Như vậy theo các bạn, chúng ta sẽ chia thì gì ở đây? What doing và continuous. À, cái vế số 1 này, Helen đang đi mua sắm thì cô ấy gặp lại bạn cũ. Xin lỗi các bạn, chỗ này không phải là tháng, mà chỗ này ý là gì đấy ạ? Chỗ này không phải là tháng, mà chỗ này là chỗ này là tên của bạn ấy, tên là Jun, được chưa ạ? Chứ lại không phải là tháng đâu nhá. Không phải là tháng. Đấy, mà lại là past continuous tense. Rồi. Ok, như vậy vế đầu tiên đây chính là cái cách dùng mà một hành động đang xảy ra ở quá khứ thì một hành động khác xen vào. Như vậy trong cái phần này các bạn cần phải xác định được đâu là hành động đang xảy ra ở quá khứ. Chính là hành động gì đang xảy ra ở quá khứ các bạn? Hành động gì đang xảy ra ở quá khứ? Đang đi mua sắm đúng không? Như vậy chúng ta sẽ có là was doing. Các bạn thấy là Helen là ngôi thứ ba số ít, nên bắt buộc chúng ta phải chia là was doing. Con chào thầy. Chào các bạn. Vế đằng sau các bạn sẽ chia là gì? When she met. Chỗ này các bạn dùng quá khứ đơn. Được chưa ạ? Rồi, đây chính là cái cách dùng các bạn đã được học ở thì quá khứ tiếp diễn rồi. Nhá. Này, câu số 2 tiếp tục này. Câu số 2, mặt trời tỏa nắng khi mà tôi thức dậy vào sáng nay. Và tôi cảm thấy rất là mệt mỏi. Câu số 2. Vì sao chỗ này lại là was shining các bạn? Bởi vì hai là các bạn thấy rằng là tại cái thời điểm mà tôi tỉnh thức dậy thì lúc đó mặt trời đang tỏa nắng, đúng không ạ? Như vậy cái hành động đang xảy ra là hành động nào các bạn nhỉ? Hành động đang xảy ra là hành động nào? Đang tỏa nắng. Mặt trời đang tỏa nắng chính là hành động đang xảy ra. Và hành động xen vào là cái hành động mình tỉnh giấc, đúng không ạ? Như vậy chỗ này vế đằng sau chúng ta chỉ chia thì quá khứ đơn thôi. Got up, được chưa ạ? Và tôi cảm thấy rất là mệt, chúng ta chia động từ như thế nào? Ai gì các bạn? I felt. Chỗ này chúng ta đang kể lại, đúng không ạ? Chúng ta đang kể lại cái việc mà thức dậy vào buổi sáng khi mà mặt trời đã tỏa nắng thì tôi cảm thấy rất là mệt. Như vậy kể lại, hành động kể lại các bạn dùng quá khứ đơn. Được chưa? Câu số 3. Ơi, bạn nào hỏi gì nào? Thầy bảo lại tự up đi thầy. Hả?
Thầy bảo nếu như mà thì cái phần ở trên cái phần when I thì chỉ cần điền got thôi đúng không thầy? Ừ đúng rồi, when I got up. À bỏ chữ up đi ạ. À? Ờ đúng rồi, đây có chữ up đằng sau rồi đúng không? Rồi, got là ok rồi, rất chính xác. Câu số 3. Jim chấm chấm đợi ở sân bay trong khi Max thì lại đang đợi ở một cái địa điểm khác. Thật là thảm họa. What a disaster. Thật là thảm họa. Nào, như vậy chỗ này chúng ta dùng thì gì ở hai vế các bạn? What? À, cả hai đều dùng quá khứ tiếp diễn bởi vì hai hành động cùng xảy ra ở quá khứ. Waiting và gì nữa? Waiting. Cũng là Max was waiting. Được chưa? Chúng ta dùng cả hai vế ở quá khứ tiếp diễn bởi vì hai hành động này cùng lúc xảy ra trong quá khứ, đúng không ạ? Trong lúc Jim thì đang đợi ở sân bay, còn Max thì đang đợi ở một địa điểm khác, đúng không ạ? Thật là thảm họa, như vậy không gặp được nhau rồi. Con học thì đi. Câu số 4, xin mời các bạn. Câu số 4. It's raining. Ồ, bài này người ta chỉ cho phép hai thì là quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn thôi, không có hiện tại tiếp diễn ở đây. À, trời thì đang mưa rất to, vì vậy trọng tài quyết định không chơi tiếp trận đấu nữa. Như vậy, chúng ta thấy rằng cái bối cảnh của chúng ta ở đây chính là worse. It's raining. Worse raining. Worse raining. Đúng rồi, đây chính là cái bối cảnh xảy ra sự việc. Trời đang mưa rất to. Vì vậy, referee ở đây chính là trọng tài, đúng không ạ? Quyết định, chỗ này chúng ta đang kể lại hành động ở quá khứ. Vì vậy, các bạn dùng decided. Được chưa ạ? Rồi, rất chính xác rồi. Câu số 5 nào? Quá khứ đơn ạ. À, khi mà cảnh sát đến bữa tiệc, âm nhạc thì đang bật rất là to và mọi người thì lại còn đang la hét nữa. Nào, như vậy chỗ này chúng ta dùng là gì đấy? When the police arrived. Đúng ạ, chính xác. Vế đằng sau thì sao? Là was playing. À, thực ra chỗ này nó hơi lừa một tí, cái này cho hơi nâng cao quá rồi. Chỗ này lại là dạng bị động của dạng tiếp diễn. Như vậy là cái chỗ này thầy sẽ chỉ cho các bạn nha. Chỗ này nó lại là was being played. Cái này hơi khó một tí, bạn nào mà học tiếp diễn, à, học câu bi động rồi cơ thì mới làm được. Thôi được rồi, cái chỗ này các bạn có thể bỏ qua được, đúng không ạ? Quan trọng là các bạn điền đúng cái từ arrived cho thầy là được nhá. Đấy. Và mọi người thì đang la hét, chúng ta có everybody was word shouting. Đúng không ạ? Các bạn có biết vì sao thầy lại dùng words mà không phải dùng word cho everybody không? Everybody là chỉ một... Chưa xác định được là số lượng người. Chỉ một đám người là những người. À, hay người ta còn gọi đây là đại từ bất định. Đúng không ạ? Các bạn thấy rằng là tất cả những cái đại từ bất định đều chia động từ dạng số ít. Cái này các bạn được học rồi. Ví dụ như everybody, everything. Đúng không ạ? Anybody, anything, vân vân. Tóm lại là đại từ bất định thì động từ sẽ dùng ở dạng số ít. Được chưa? Cái này các bạn đã được học trong cái phần danh từ rồi. Được chưa? Câu số 6. Mail đây là thư đến rất là muộn ngày hôm nay. Được chưa? Và nó đến sau lúc 11 giờ như vậy. Cả hai vế đều chia thì gì các bạn? Đều quá khứ đơn. Rất chính xác. Bởi vì đây đều là kể lại sự việc đã xảy ra rồi thôi. Được chưa ạ? Rất chính xác rồi. Câu số 7 này. Sean rất là tức giận vào sáng nay đúng không ạ? Cô ấy nói chuyện với một khách hàng quan trọng và một ai đó thì vào trong phòng mà không without knocking, tức là cái gì? Không làm gì các bạn? Không gõ cửa. Không gõ cửa. Rồi, rất chính xác. Như vậy vế đầu tiên các bạn điền cái gì? Sean trở nên rất tức giận đâu? Worse becoming á? Không đúng. Không. Đối với từ become không bao giờ người ta sử dụng dạng tiếp diễn. Mà cái này chỉ là kể lại sự việc thôi, các bạn dùng became quá khứ đơn như vậy nhá. Và cái lý do cho việc mà rất tức giận là sao? Bởi vì cô ấy làm sao đây ạ? Đang nói chuyện với một khách hàng thì một ai đó bước vào, đúng không ạ? Như vậy một hành động đang xảy ra thì một hành động khác xen vào. Chúng ta có He was speaking. Okay. Và vế đằng sau thì sao ạ? Someone entered. Được chưa ạ? Rất chính xác. Nhá. Bởi vì cái hành động cô ấy đang nói chuyện
Đúng ạ, thì một hành động khác xen vào, cái này các bạn học trong cách dùng của từ khóa cơ tiếp diễn. Một hành động đang xảy ra thì một hành động khác xen vào. Cái nào đang xảy ra dùng quá khứ tiếp diễn, cái nào xen vào dùng quá khứ đơn. Được chưa? Như vậy, chỗ này như thế, đó, word speaking và enter. Câu số 8, Hank nấu ăn trong bếp, chị gái của anh ấy thì đến giúp đỡ nhưng Hank từ chối. Nào, vế đầu tiên các bạn dùng thì gì? Quá khứ ạ. Quá khứ chưa đủ, chỗ này phải dùng quá khứ tiếp diễn. Vì sao lại phải quá khứ tiếp diễn các bạn? Vì sao? Bởi vì anh khi mà các bạn học về cái cách dùng của quá khứ tiếp diễn ấy, chúng ta có nói một cái là gì ạ? Cách dùng của quá khứ tiếp diễn để nói về một bối cảnh của một câu chuyện. À, tức là cái thời điểm đó thì Hank đang nấu ăn ở trong bếp. Thì chị gái của anh ấy đến và giúp đỡ đúng không? Thế vậy, offer chúng ta dùng thì gì thôi? Đề nghị giúp đỡ chúng ta dùng thì gì? Chị quá khứ đơn. Quá khứ đơn. Được chưa? Offer dùng quá khứ đơn. Nhưng mà Hank từ chối cũng dùng gì thôi? Quá khứ đơn. Cũng dùng quá khứ đơn. Thì nói lại cái lý do vì sao chỗ này quá khứ tiếp diễn này. Đây chính là nói đến một cái bối cảnh của một cái sự việc. Đúng không ạ? Thì dùng quá khứ tiếp diễn, cái này các bạn học trong cách dùng của quá khứ tiếp diễn rồi. Thế còn hai cái động từ đằng sau tại sao dùng quá khứ đơn? Bởi vì chúng ta đang kể lại một chuỗi các hành động xảy ra sau khi mà chị gái của anh ấy đề nghị giúp đỡ thì anh ta từ chối. Đúng không ạ? Như vậy đây chính là cách dùng của quá khứ đơn. Rồi. Câu số 9. Tôi sử dụng thời gian của mình rất là tốt. Trong khi tôi chấm chấm máy bay thì tôi viết một vài email. Ai gì? Waiting ạ. Ừ đúng rồi, I was waiting. Đúng ạ. Trong lúc đang làm gì thì làm gì đó. Đó chính xác. Chỗ bạn Phương Hà đang khá là ồn ấy, bạn Phương Hà có thể tắt mic được không? Hay là có thể ở chỗ nào mà nó đỡ ồn không? Đấy. Rồi câu số 10, xin mời các bạn. Watson works. Watson mà lại đi với work á? Watson working. Chỗ này phải là Watson working. Working. Vì sao chỗ này là quá khứ tiếp diễn các bạn? Bởi vì khi tôi đang làm việc thì đang làm việc cái không đang làm sếp việc. Ông vào. Đang làm việc cái không đang làm việc. À, chỗ này phải là không đang làm việc đúng không ạ? Thì ông sếp ông ấy vào văn phòng và lúc đó là tôi đang ở đâu đấy? Đang dùng cái gì đấy? Facebook. Đúng không ạ? Rồi, chính xác, đây cũng là cách dùng của quá khứ tiếp diễn thôi. Một hành động đang xảy ra mà hành động khác xen vào. Được chưa? Cái cách dùng rất phổ biến. Câu số 11 xin mời các bạn. Tương tự như thế thôi. Vừa tiếp diễn ạ. Ừ. Was waiting. Này là ừ, rất chính xác nhá. Cũng là hành động đang xảy ra rồi hành động xen vào thôi. Câu 12. 12 là quá khứ đơn. À, chỗ này vì sao lại là quá khứ đơn các bạn? Vì sao lại quá khứ đơn? Bởi vì nó có quen cô ở university. À, đang là kể. Các bạn quan sát thấy rằng người ta đang kể lại sự việc ở quá khứ. Và cái sự việc mà Tom để tóc dài và nuôi dâu là đã xảy ra khi mà anh ấy học đại học rồi. Như vậy là hành động đã xảy ra trong quá khứ rồi. Đúng không ạ? À, kết thúc rồi, như vậy chúng ta dùng quá khứ đơn để kể lại sự việc đã xảy ra rồi. Nhá, chính xác. Câu 13 thì sao? Quá khứ đơn tiếp sao? Quá khứ đơn à? Có đúng không? À không, quá khứ tiếp diễn. À, đấy là tôi đang lái xe đi làm đúng không ạ? Thì đột nhiên trời bắt đầu có tuyết, được chưa? Có tuyết. Chỗ này cũng là hành động đang xảy ra và một hành động khác xen vào thôi. Nhá. Câu 14. Câu 14. Có quá khứ tiếp diễn này. Ừ, vì sao lại là quá khứ tiếp diễn? Last year mà nhỉ? Last year là quá khứ đơn chứ sao lại quá khứ tiếp diễn được? Bởi vì người ta hỏi về chính cái thời gian này năm ngoái ạ. À, có từ this time chính là thời điểm xác định trong quá khứ. Một thời điểm xác định cụ thể trong quá khứ các bạn dùng quá khứ tiếp diễn bởi vì có thêm từ this time nữa.
thì chúng ta mới dùng quá khứ tiếp diễn, được không ạ? Như vậy câu này chúng ta sẽ chia là what gì? What were you doing? Được chưa ạ? Đấy, đây chính là quá khứ tiếp diễn. Đấy, thầy đã gạch chân dấu hiệu nhận biết cho các bạn rồi. Câu 15 nào? Quá khứ đơn. Đây là đang nói lại một sự việc không xảy ra. Đó là tôi không gọi được điện thoại cho bạn lúc 9 giờ theo như sắp xếp, theo như đã dự tính, đúng không ạ? Bởi vì tôi đang, thời điểm đó là tôi đang có một cuộc họp. Dạ, yeah, chính xác. Câu số 16 nào? Quá khứ đơn tiếp ạ. Quá khứ đơn, đúng không? Con nghĩ là đúng. Con nghĩ là con tôi đi là vào buổi hay. Chỗ này phải quá khứ tiếp diễn. Quá khứ tiếp diễn nhá. Một hành động đang xảy ra thì một hành động khác xen vào. Tại thời điểm mà mẹ tôi đi làm ấy thì tôi vẫn còn đang ngủ tại thời điểm đó. Đúng không ạ? Như vậy chỗ này là cách dùng của dạng quá khứ tiếp diễn, phải là were still sleeping. À, kể lại rồi mà. Được chưa ạ? Không phải kể lại, cái này không phải kể lại. Cũng là nói về quá khứ, nhưng khi mà một hành động đang song song xảy ra thì có một hành động khác xen vào. Đây ạ, hành động xen vào chính là mẹ tôi đi làm. Còn tại thời điểm đó thì tôi vẫn còn đang ngủ. Đây chính là cách dùng của quá khứ tiếp diễn. Nhá. Đấy, chứ không đơn thuần chỉ là kể lại câu chuyện đã xảy ra rồi. Không phải như thế. Nó không đơn thuần là như vậy. Được chưa? Câu số 17. Tại sao bạn lại mang ô? Quá khứ đơn. Quá khứ đơn á? Ôi, nào. Nhìn thấy từ quen nối câu chưa? À, chỗ này vẫn là tiếp diễn bởi vì vẫn hỏi là gì ạ? Có phải trời đang mưa khi mà bạn rời khỏi nhà không? Như vậy có phải trời đang mưa không? Chúng ta dùng dạng gì đấy? Worse. What is raining? Ừ, vì sao thầy lại đưa nó về dạng câu hỏi các bạn? Bởi vì nó có dấu hỏi chấm. Ừ, nó có dấu hỏi chấm, đúng không ạ? Câu hỏi. Đấy, nhiều bạn rất là bất cẩn. Nhiều bạn đi thi ấy, chẳng nhìn thấy dấu má gì ở đây. Cứ thế là cho là it was raining. Không được. Như thế là sai luôn. Các bạn phải thật tinh ý nhá. Để ý dấu má vào nhá. Đấy, bởi vì đi thi nhiều khi là các bạn bị hạn chế về mặt thời gian, xong rồi rất là cuống. Nên là bạn chẳng nhìn quan sát dấu má gì đâu. Cứ thế là chia sai luôn. Dạ. Câu 18 nào. Quá khứ đơn rồi. Ừ, cái này thì dễ quá rồi. Có cái từ gì ở đây? Yesterday, đúng không ạ? Quá dễ. Câu số 19. Là gì nhỉ? Quá khứ đơn tiếp. Oh, yesterday. Cả buổi tối ngày hôm qua thì tôi làm bài tập về nhà. Quá khứ đơn. Quá khứ đơn. I did my homework. Hay là I was không, doing. Không, chỉ là thời điểm cụ thể trong quá khứ nên là phải nhà. Rất chính xác. Các bạn nhìn thấy không ạ? Cả buổi tối ngày hôm qua, đây là một thời điểm cụ thể chính xác trong quá khứ. Vì vậy có phải là quá khứ đơn không? Không. Nó phải là gì? Was doing. Quá khứ tiếp diễn nha. Cẩn thận không bị lừa đấy. Câu 20 nào. Thì gì đấy? Câu 20. Quá khứ đơn. Ô, quá khứ đơn á? Trạng từ rõ ràng như thế này là quá khứ đơn á? Nếu chỉ có yesterday thôi thì là quá khứ đơn. Nhưng người ta lại nói cụ thể là vào lúc 4 giờ chiều. Đúng không ạ? Như vậy thời gian cụ thể thế này phải dùng quá khứ tiếp diễn là was playing. Được chưa? Câu 21. Was watching. Ừ, đúng rồi. Cái này chính là cái cách dùng các bạn rất là quen thuộc từ nãy đến giờ chúng ta học rồi, đúng không ạ? Đây, một hành động đang xảy ra, một hành động cắt xen vào thôi. Được chưa? Câu 22. Quá khứ đơn ạ. Bọn đơn ạ. Vì sao lại là quá khứ đơn? Có từ gì đấy? Last month. Chính xác. Người ta không cho thời gian cụ thể. Đúng rồi, chính xác. Người ta chỉ cho chung chung là tháng trước thôi. Còn không cụ thể ngày giờ nào. Đúng không ạ? Như vậy chỉ là quá khứ đơn thôi, kể lại sự việc thôi. Câu 23 nào. Visited.
Ừ, bởi vì có cái gì đấy? Chính là thời điểm ở quá khứ, vì vậy chúng ta chỉ dùng quá khứ đơn thôi. Rất chính xác. Câu 24 nào? Vì sao quá khứ tiếp diễn thế các bạn? Vì sao thế? Thời gian rất cụ thể, từ 10 giờ sáng tới tận 5 giờ chiều ngày hôm qua. Một khoảng thời gian cụ thể, đúng không ạ? Nên chắc chắn là quá khứ tiếp diễn rồi. Câu 25 nào? Cái này chỉ là quá khứ đơn thôi, bởi vì nó chỉ có từ gì thôi? Last week. Được chưa ạ? Rất chính xác. Câu 26 nào? Đơn tiếp ạ. À, quá khứ đơn diễn. Tiếp diễn. Tiếp diễn ạ. À, quá khứ tiếp diễn. The whole evening. Cụ thể như thế này rồi mà lại còn quá khứ đơn làm sao được? Như vậy câu này chúng ta chia là what was he facing. Được chưa? Rất chính xác. Câu 27 nào? Quá khứ tiếp diễn. Vì sao lại là quá khứ tiếp diễn? Đúng rồi, có cái thời gian trong quá khứ vô cùng cụ thể, đúng không ạ? Như vậy nếu quá khứ tiếp diễn các bạn chia câu này là gì? We're having. Rất chính xác. Đúng rồi. Câu 28 nào? Quá khứ đơn ạ. Vì sao lại là quá khứ đơn? Last spring không cụ thể thời điểm, vì vậy chúng ta chỉ chia ở quá khứ đơn. Quá khứ đơn của fly là gì? Flew. Có phải flew không? Ai đọc là flew? Không được. Fly. Rồi fly à? Flew. Flew nha. Tuy là ew nhưng chúng ta vẫn chỉ phát âm là u dài thôi. Flew, đúng không ạ? Chứ không đọc flew đâu nhá. Không được. Câu 29 nào? Đơn hay tiếp diễn? Vì sao lại tiếp diễn? Bởi vì các hành động đúng rồi. Mình con thì đang ngủ trong khi bố của chúng thì về nhà, đúng không ạ? Như vậy câu này chia như nào? Were sleeping. Đừng có bạn nào dùng were nhá. Chỗ này là children là dạng số nhiều rồi. Lưu ý cho thầy nha, không nhiều bạn rất là ẩu. Cứ thế là cho không thấy chữ s đâu là cứ cho were mà không đúng đâu. Children là số nhiều của từ child nên thành ra bắt buộc phải là dùng dạng số nhiều, được chưa? Câu 30. Quá khứ đơn. Vì sao lại chỉ là quá khứ đơn thôi? Bởi vì nó chỉ có mỗi last Sunday mà có giờ giấc gì đâu, đúng không? Nên chỉ là quá khứ đơn thôi. Đó chính là planted, thêm ed vào nha, trồng cây trong vườn. Rồi, bài tương tự bài số 2 y hệt như thế. Câu số 1 là gì các bạn? Quá khứ đơn. Vì sao lại là quá khứ đơn thôi? Bởi đúng rồi, nó chỉ có cái trạng từ last time thôi nên chỉ dùng quá khứ đơn, chính xác. Câu 2. Quá khứ tiếp diễn ạ. Ừ. Tiếp diễn ạ. Vì sao quá khứ tiếp diễn? I was thinking. Bởi vì đang ở 6 giờ PM. À, nó có cái thời gian cụ thể ở quá khứ, như vậy câu này chia là gì? Were speaking. Đừng bạn speaking. Nào nhầm là were speaking nhá. Đấy, phải là were speaking. Câu 3 nào? When he came back, he was sleeping. Ờ, đúng rồi. Vế đầu là hành động xen vào thôi. Còn tại thời điểm đó hành động đang xảy ra chính là vợ của anh ta vẫn đang ngủ. Được chưa? Đấy. Câu 4 nào? Quá khứ đơn của từ này là gì các bạn nhỉ? Spent. Có bạn nào spent được không? Thêm ed không? Không. Không nha.
Ok, bởi vì nó có từ last weekend, đúng không ạ? Quá khứ đơn thôi. Câu 5 nào? Quá khứ tiếp diễn. Các bạn nhìn thấy cái trại từ gì? The whole evening yesterday. Quá khứ tiếp diễn là chính xác. Was playing. Rất chính xác. Nhá, thời điểm xác định ở quá khứ rồi, nên dùng quá khứ tiếp diễn. Câu 6 nào? Quá khứ tiếp diễn à? Vế đầu dùng quá khứ tiếp diễn, vì sao thế? Bởi vì cái sự việc này đang xảy ra. Đúng rồi. Chất vào. Vế đằng sau thì sao? Quá khứ đơn. Rồi, các bạn có biết cái từ drop by nghĩa là gì không? Rơi xuống. Ê, có chết không như vậy? Rơi xuống là sao được? Drop by là đến chơi. Ghé qua. Người ta gọi là ghé qua nhà ai để chơi đấy. Drop by bằng come over. Được chưa? Rơi xuống bao giờ không chứ lại? Đang sơn cái hàng rào trong vườn thì bạn của anh ta rơi xuống. Trời ơi. Ok, câu số 7, xin mời. Câu đầu là quá khứ đơn. Mẹ tôi mua rất nhiều kẹo khi mà mẹ tôi ở siêu thị. Như vậy, chỗ này là kể lại sự việc ở quá khứ rồi, đúng không ạ? Như vậy, chúng ta chia ở quá khứ đơn là chính xác. Bought và gì? Was. Là chính xác. Was cái gì nữa? Có bạn nào was being vào đây không? Không nhá, đừng có mà lại thấy nó là hiện tại quá khứ tiếp diễn lại cho being là không được đâu. Nó chỉ là was thôi. Was là to be rồi. Đúng rồi, chính xác. Was là to be là đầy đủ rồi. Nào, câu số 8 nào. Discuss. Discuss. Nào, các bạn nghĩ đi. Thầy chưa thấy bạn nào đúng đâu. Thấy thầy cái đầu tiên là quá khứ đơn, còn cái đằng sau là quá khứ tiếp diễn đúng không thầy? Sai. Ngược lại cũng sai. Cả hai đều là quá khứ đơn. Cũng sai. Cả hai phải cùng quá khứ tiếp diễn rồi. Đoán đến 5 lần mới đúng thế kia thì đi thi. Làm sao mà đúng được? Vì sao các bạn lại cho rằng cả hai đều là quá khứ tiếp diễn? Bởi vì hai hành động xảy ra cùng một lúc. Rất chính xác. Hai hành động tại thời điểm đó xảy ra cùng lúc. Và các bạn thấy rằng là the previous day nó chính là bằng cái gì đấy các bạn? Bằng từ gì biết không? Bằng là đúng yesterday. The previous day chính là bằng yesterday. Đây chẳng qua là một cách nói khác của từ yesterday thôi. Đấy. Vì vậy, chỗ này các bạn thấy là hai hành động cùng lúc song song xảy ra. Có từ while là trong khi đây ạ. Nên chúng ta cả hai đều dùng quá khứ tiếp diễn. Chúng ta có were discussing và vế đằng sau thế nào các bạn? Were being. Được chưa? Thế thôi. Cho câu này vào chắc là bao nhiêu người sai luôn. Câu 9 nào? Là when my sister... Was watching the light. It's powered outside. Hành động nào đang xảy ra các bạn? Hành động là chị gái của tôi đang bật đèn. Rồi, trước khi làm câu này thầy đố các bạn là từ pour ở đây nghĩa là cái gì? Từ pour ở đây nghĩa là gì đã nào? Mưa xuống. Đây chính là rain heavily. Mưa to, mưa lớn, mưa rào. Được chưa? Đấy, chứ không phải đổ cái gì đâu. Trời đổ cái gì? Trời đổ mưa chứ đổ cái gì? Đúng không ạ? Như vậy, hành động trời đang mưa bên ngoài là hành động đang xảy ra. Còn cái hành động chị gái của tôi tắt cái đèn đi là hành động xen vào thôi. Như vậy, vế đầu tiên các bạn dùng quá khứ đơn. Được chưa? Switch off, chúng ta dùng quá khứ đơn thôi. Thế còn vế đằng sau chúng ta dùng là it was pouring. Không phải pour mà là pouring. Đúng không ạ? Pouring. Thế bơi. Thế các bạn đều ở lớp 6 rồi. Thế à,
kệ các bạn đi thôi, ai muốn, bởi vì các bạn có thể học, ai học được chả sao cả. Câu số 10 nào. Câu số 10, my last weekend. À, chỗ này quá khứ đơn thôi. Ended, kết thúc rất là nhanh và đã đến lúc quay trở lại công việc rồi. Was. It's worst time, đúng rồi, rất chính xác. Câu 11. Không tiếp diễn ạ. Ừ, vì sao? Không có tiếp diễn bởi vì cái phần có thời gian là 10 p.m. À, bởi vì cái thời gian này là thời gian xác định ở quá khứ đúng không ạ? Như vậy dùng quá khứ tiếp diễn, câu này quá khứ tiếp diễn là gì? Đáp án là was slowing. Ừ, nó phải có động từ to be đã chứ. Was say was rồi mới cộng verb in chứ. Tại sao thầy nghe thấy có bạn chỉ có mỗi solving không là chưa đúng nhá. Yeah. Phải là was solving. Câu 12. Ừ, đúng rồi. Vế sau. À, encounter. Các bạn có biết cái từ encounter là gì không? Đếm á. Đếm á? Không đếm được. Thấy không đếm được, nghĩa của nó cơ mà sao lại các bạn bịa ra? Trở thành không đúng. Không. Encounter trong trường hợp này tiếp cận à? Chưa được. Ý của câu này là vô tình gặp. Được chưa? Vô tình gặp. Ngoài ra cái từ này còn có một nghĩa nữa là đương đầu. Đương đầu thì người ta hay nói là đương đầu với những cái khó khăn ấy, đúng không ạ? Hay là vấn đề, được chưa? Nó có một số các nghĩa chính là như thế. Nhá. Rồi. Các bạn bổ sung thêm từ vựng mới để cho từ này là động từ có bất quy tắc, có quy tắc nên chỉ cần thêm ed thôi. Câu 13 xin mời nhanh lên. Câu 13 là decided. À đúng rồi, decided. Bởi vì nó có cái gì đấy các bạn? Có mỗi cái men với cả dâu. Đúng rồi, chính xác. 14. 14 là we watching this. Ôi rồi, đây là thứ gì? Quá khứ tiếp diễn. Quá khứ tiếp diễn bởi vì nó có thời gian cụ thể như thế này cơ mà. At that time, we gì? We were watching. Câu 15, my sister was washing up. Was washing up. Vế đằng sau. Là she hurt. Đúng ạ, she hurt. Hành động đang xảy ra là đang rửa bát đĩa trong bếp thì nghe thấy tiếng động lạ từ bên ngoài. Chà. Câu 16. À. 16 là cái gì? Thì gì đấy? He was entering the room and stopping in the middle of it. Không đúng. Cả hai đều là quá khứ đơn. Ồ, rất chính xác. Vì sao cả hai lại là quá khứ đơn? Cả hai quá khứ đơn là chính xác đấy. Bởi vì cái này chỉ kể lại là anh ta đi vào phòng và đứng giữa cái căn phòng này. Đúng rồi. Đây chỉ là kể lại hai hành động liên tiếp xảy ra thôi. Chứ nó không phải là hành động đang xảy ra rồi hành động xen vào. Không phải thế. Nhá. Như vậy chỗ này chỉ dùng quá khứ đơn thôi. Enter và stop. Stop it. Được chưa? Đấy. Câu 17 nào. Câu 17. Building conditioning. Almost the whole lesson. Các bạn dùng thì gì? Quá khứ tiếp diễn. Đúng tiếp rồi, diễn. Chúng ta nên dùng quá khứ tiếp diễn ở đây. Đúng không ạ? Học sinh đang rất là lắng nghe giáo sư nói, đúng không ạ? Hầu hết toàn bộ cái bài đọc. Đó là trong một cái khoảng thời gian cố định, một thời gian xác định như thế. Như vậy chúng ta dùng were listening. Đúng rồi. Câu 18. Câu 18 là I was thinking. I was thinking about my future holiday when you entered and asked me that. Rồi. Đây lại là cách dùng quen thuộc đúng không? Hành động đang xảy ra, hành động xen vào đúng không? Rồi, rất chính xác rồi đấy. Câu 19 nào.
Khứ đơn ạ. Ừ, vì sao lại quá khứ đơn thôi? Bởi vì nó có mỗi cái từ last month thôi. Vì vậy chỗ này là quá khứ đơn thêm ED. Câu 20. We were having. Bởi vì sao nhỉ? Bởi vì nó có ba giờ chiều. Đúng rồi, bởi vì lúc 3 giờ chiều là thời điểm xác định. Được chưa? Rồi, bài học hôm nay của chúng ta rất là ngắn đúng không ạ? Tuy nhiên là ôn tập được rất nhiều cái cách dùng quá khứ đơn và quá khứ tiến diễn cho các bạn. Thế thì các bạn lưu ý là khi làm bất kỳ một cái thì nào cũng thế, không chỉ là hai thì này, các bạn phải quan sát cho thầy những cái dấu hiệu nhận biết, chính là những cái mà thầy đang bôi màu vàng ở đây hay là gạch chân ở trên chỗ này. Được chưa ạ? Thì các bạn phải xác định được như thế thì mới có chuyện là các bạn xác định thì được cách chính xác. Chứ nếu không sau này nó kết hợp mix vào với nhau tận 8, 7, 8 thì với nhau các bạn mà không phân biệt bằng những cái dấu hiệu, không bao giờ các bạn làm đúng được. Thì nó luôn là như vậy. Nên là khi làm thì cất bất kỳ cái thì nào các bạn cũng cần phải chú ý như thế. Và các bạn về nhà ôn tập lại hai thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn sao cho thành thục. Được chưa? Rồi, hôm nay chúng ta dừng ở đây thôi. Chúc các bạn trung thu vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn tuần sau. Chào thầy. Bye bye. Chào thầy. Chào các bạn. Bye bye các bạn. Bye bye.